ngày 6 tháng 10, Thánh Bernard, sinh năm 1030, mất năm 1101. Thánh nhân được vinh dự là đã sáng lập một tu hội mà, như người ta thường nói, không bao giờ phải cải cách vì dòng chưa bao giờ đi lạc đường. Chắc chắn là vị sáng lập cũng như các tu sĩ dòng sẽ từ chối lời khen ngợi này. Nhưng đó là một kết quả của tình yêu mãnh liệt mà thánh nhân đã dành cả cuộc đời để hãm mình đền tội trong cô độc. Ngài sinh vào năm 1030 ở Cologne, nước Đức, và là thầy giáo nổi tiếng ở Krems và được bổ nhiệm làm chưởng ứng của tổng giáo phận khi 45 tuổi. Ngài hỗ trợ Đức Giáo Hoàng Gregorio VII chống lại sự suy đồi của hàng giáo sĩ và tiếp tay trong việc cách chức vị tổng giám mục gây nhiều tiếng xấu là Manasses. Dân chúng muốn đưa ngài lên làm tổng giám mục, nhưng ngài lại muốn sống ẩn dật. Ngài là một ẩn tu dưới quyền tu viện trưởng là Thánh Robert Molesmes, sau này sáng lập dòng Cito. Nhưng sau đó, vào năm 1084, cùng với 6 người bạn, ngài di chuyển đến Grenoble. Họ được vị giám mục của Grenoble là Thánh Hugh cấp cho một nơi để sinh sống trong một vùng cao nguyên hoang vắng được gọi là Le Grand Chartreux. Bernard và các bạn xây một nhà nguyện nhỏ với các phòng riêng cách xa nhau, sống sát với quy luật của Thánh Benedict, và từ đó xuất phát dòng Carthusian. Trong một ngày, họ chỉ gặp nhau để đọc kinh sáng và tối. Thời giờ còn lại, họ sống cô độc, làm việc, lao động, cầu nguyện và sao chép lại các văn bản kinh thánh. Ngay cả việc ăn uống, họ cũng chỉ ăn chung trong những ngày lễ lớn. Đức Giáo Hoàng Urbano II nghe biết sự thánh thiện của Bernard đã gọi ngài về Roma để làm phụ tá trong việc cải cách hàng giáo sĩ. Sau khi khước từ chức tổng giám mục mà Đức Giáo Hoàng ban cho, Thánh Bernard đã xin Đức Urbano cho phép ngài trở về đời sống ẩn dật, thành lập cộng đồng Thánh Maria ở Lantori trong vùng La Capria, và ngài sống ở đây đến khi lìa đời vào ngày 6 tháng 10 năm 1101. Ngài chưa bao giờ được chính thánh phong thánh vì quy luật dòng Carthusian không chấp nhận những chinh dự công cộng. Nhưng vào năm 1514, Đức Giáo Hoàng Leo X đã cho phép dòng Carthusians mừng lễ kính ngài, và tên của ngài được xếp trong niên lịch Công giáo Roma từ năm 1623. Lời bàn: nếu đời sống chiêm niệm là một lối sống không dễ để thực hiện, thì chắc chắn sự hãm mình đền tội được thể hiện qua cuộc đời ẩn dật của các tu sĩ Carthusian lại càng khó khăn biết chừng nào. Lời trích: thành viên của các cộng đồng tận hiến cho sự chiêm niệm đã hy sinh chính mình cho Thiên Chúa trong sự cô độc và thinh lặng, liên lỉ cầu nguyện và hãm mình đền tội. Bất kể những nhu cầu của giáo hội có khẩn cấp đến đâu, những cộng đồng như thế luôn luôn góp phần độc đáo trong nhiệm thể Đức Kitô. Sắc lệnh về canh tân đời sống tu trì 7.